Mến chào cô chú anh chị và các bạn trở lại với chương trình Tâm sự được phát trên kênh YouTube Ta Sa Trần. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và lắng nghe. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an. Trong chương trình ngày hôm nay, Ta Sa xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn dòng tâm sự của một chị gái gửi đến chương trình. Giấu chồng rút tiền chữa bệnh cho bố, đang bị anh mắng. Tôi ngẹn ngào khi bố chồng gõ cửa lên tiếng. Tôi không có tiền cho bố mẹ. Em gái vẫn đang học đại học, bố mẹ chỉ có vài đồng tiền tiết kiệm ít ỏi, làm sao đủ để chữa bệnh cho bố. Tôi chợt nghĩ đến quỹ tiết kiệm chung của hai vợ chồng, hiện tại do tôi quản và có thể tùy ý rút tiền. Đó là những lời mở đầu trong dòng tâm sự ngày hôm nay. Và để biết dòng tâm sự này có tình tiết như thế nào, sau đây Ta Sa mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 tháng, vẫn chưa có con. Sau đám cưới, chúng tôi thống nhất ngoài tiền chi tiêu cá nhân, tiền sinh hoạt phí hàng tháng trong nhà, thì mỗi tháng hai vợ chồng sẽ góp vào quỹ tiết kiệm chung để dùng những việc lớn và dự phòng cho tương lai. Lương tôi chỉ hơn chục triệu thôi, lương chồng cao gấp mấy lần lương tôi. Anh cũng rất công bằng khi vợ chồng tôi đóng góp trích theo tỷ lệ thu nhập. Quỹ chi tiêu hàng tháng tôi cầm để mua sắm và nội trợ. Quỹ tiết kiệm chung, chồng cũng tin tưởng để vợ giữ, dù anh đóng góp phần lớn. Cách đây 2 tuần, tôi về thăm nhà mẹ đẻ, thấy mẹ khóc đến sưng đỏ cả mắt, còn bố thì trầm lắng ưu tư. Tôi vội vàng gặng hỏi mới biết được, bố vừa đi khám bệnh và phát hiện mình bị ung thư gan giai đoạn 1. Tôi bật khóc vì thương bố. Cũng may, bác sĩ bảo bệnh của bố tôi phát hiện khá sớm. Nếu điều trị đến nơi đến chốn, thì thời gian ông sống bên con cháu sẽ được tương đối dài. Thú thật, lương tôi mua sắm cá nhân, chi dùng hàng tháng cũng gần hết, đóng góp vào quỹ tiết kiệm chung chẳng được bao nhiêu. Tôi không có tiền cho bố mẹ. Cô em gái vẫn đang học đại học. Bố mẹ thì chỉ có vài đồng tiền tiết kiệm ít ỏi, làm sao đủ chữa bệnh cho bố. Tôi chợt nghĩ đến quỹ tiết kiệm chung của hai vợ chồng, hiện tại do tôi quản và có thể tùy ý rút tiền. Hai vợ chồng vừa mới cưới nhau không lâu, tôi thật sự không muốn nói chuyện này ra với chồng để xin anh giúp đỡ vì ngại. Phần nữa, tôi sợ anh không đồng ý rồi thu lại quyền giữ tiền. Cuối cùng, tôi quyết định tự ý rút tiền mà không nói với chồng. Tôi tự nhủ sẽ sớm bù lại số tiền đó trước khi anh phát hiện ra. Ai ngờ tôi vừa rút tiền được một tuần thì chồng có việc làm ăn muốn bàn với vợ. Không giấu được nữa, tôi đành phải thú nhận mọi chuyện. Chồng giận vợ lắm, mắng tôi té tát. Chồng tôi nói, khoan hãy nói đến chuyện chồng có đồng ý cho nhà vợ mượn tiền hay không. Thế nhưng việc em giấu anh lấy tiền là không được. Em làm như thế, từ giờ sao anh dám tin tưởng em được nữa. Em khiến anh quá thất vọng. Anh tin tưởng em chẳng tính toán gì, đưa tiền cho em giữ, còn em thì lén lút qua mặt chồng. Nghe chồng nói mà tôi không cãi được, chỉ biết xin lỗi chồng và khóc thôi. Tôi cũng giải thích với anh rằng mình không lấy tiền để chi tiêu lung tung, tôi sẽ cố gắng làm lụng để trả lại anh số tiền đó. Vợ chồng tôi chưa có con chung, chỉ mới kết hôn được nửa năm. Nói thẳng ra, tình nghĩa chưa sâu đậm để anh có thể cho nhà vợ mấy trăm triệu. Về điều này, dù buồn nhưng tôi cũng hiểu được tâm trạng của anh. Giữa lúc chúng tôi đang to tiếng thì bố chồng đột nhiên gõ cửa. Ông hỏi có chuyện gì vì ông nghe thấy tiếng tôi khóc. Chồng tôi thuật lại tất cả mọi chuyện. Tôi cứ nghĩ sẽ bị bố chồng mắng là chỉ biết mang tiền về cho nhà mẹ đẻ. Nhưng không, lời ông thốt ra khiến tôi phải sững sờ. Vậy tôi hỏi anh, nếu tôi cũng ốm bệnh như thế, thì anh muốn vợ mình cư xử như thế nào? Tất nhiên là anh muốn vợ mình hết lòng với nhà chồng, cả về vật chất lẫn tiền bạc đúng không? Nếu anh muốn nhận về như thế nào, thì hãy đối xử với người khác tương tự như vậy. Đó là lẽ tất yếu ở đời. Nói về việc vợ anh giấu chồng, anh nên tự trách mình vì chưa cho vợ đủ niềm tin nên nó không dám nói thẳng với anh đấy. Rõ ràng nó sợ anh từ chối. Anh đã biểu hiện như thế nào để vợ nghĩ rằng anh không sẵn lòng giúp đỡ nhà vợ? Đó là sự thất bại của một người chồng đấy. Chồng tôi bị bố răn dạy thì im lặng không nói thêm lời nào. Còn tôi thì chỉ biết khóc vì quá bất ngờ và cảm động.
Hôm sau, anh chủ động xin lỗi vì thái độ thô lỗ và gay gắt hôm trước. Anh cùng tôi về thăm bố mẹ và còn bày tỏ sẽ sẵn lòng nghỉ làm nếu bố tôi cần người chăm sóc trong viện. Bố mẹ tôi vui lắm vì có một chàng rể tuyệt vời, còn tôi thì cảm thấy thật may mắn khi có một người bố chồng thấu tình đạt lý, để dù các con có sai trái thì đã có ông uốn nắn chỉ đường. Dòng tâm sự thứ hai, ngày cưới, tôi vừa xuất hiện đã khiến khách mời kinh ngạc bàn tán. Tôi mặc cái váy cưới cũ bước vào lễ đường trong sự kinh ngạc của mọi người. Mẹ tôi là người phụ nữ có số phận đáng thương và trắc trở. Trước đây, mẹ tôi từng là một cô thơ nữ xinh xắn nhất làng. Xung quanh mẹ có rất nhiều người con trai theo đuổi mà mẹ tôi chẳng yêu ai. Người mà mẹ tôi yêu nhất chỉ có bố tôi thôi. Ngày cưới, mẹ tôi chỉ mặc chiếc váy cưới được làm từ loại vải rẻ tiền, nhưng khuôn mặt lại rạng rỡ và hạnh phúc. Cuộc sống của bố mẹ tôi rất hạnh phúc và êm ấm. Chỉ là hạnh phúc quá ngắn ngủi, bố tôi mất khi em gái tôi mới hơn 1 tuổi. Và từ đó đến nay, mẹ sống vờ vỡ một mình để chăm sóc hai chị em tôi. Thương mẹ, tôi hay bảo mẹ nên đi thêm bước nữa để có người nương tựa lúc về già, nhưng mẹ tôi chỉ lắc đầu. Cho đến khi thấy mẹ đặt tấm ảnh của bố ở cái gói còn lại trong phòng ngủ, tôi mới hiểu rõ lý do. Mẹ tôi vẫn còn yêu và chỉ chung thủy với một mình bố tôi thôi. Khi gia đình chồng sắp cưới của tôi đến bàn bạc chuyện cưới xin, tôi đã nói ra ý định của mình là sẽ mặc lại chiếc váy cưới cũ của mẹ. Tôi trân trọng tình yêu chung thủy sắc son của bố mẹ mình và cũng mong ước mình sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc như bố mẹ. Ban đầu, gia đình bạn trai không đồng ý vì hôn lễ sẽ được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất trong thành phố. Gia đình anh cũng giàu sang, khách mời toàn là những người có tiền có quyền. Nếu tôi mặc cái váy cưới cũ kỹ đó thì chẳng khác nào làm xấu mặt họ. Thế nhưng trước sự kiên quyết của tôi, gia đình bạn trai cũng phải nhượng bộ. Ngày cưới, tôi mặc cái váy cưới cũ với chất liệu rẻ tiền và có những chỗ đã bị ố vàng, sánh bước cùng chồng bước vào lễ đường. Khách mời trông thấy đã bàn tán xôn xao, nhưng tôi nhìn sang mẹ, thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe và nở nụ cười hiền hậu, tôi lại an lòng trước quyết định táo bạo của mình. Sau khi hoàn thành các nghi lễ, tôi thay bộ váy cưới khác ra để đi tiếp khách mời. Dù vậy, tôi vẫn trân trọng giữ lại bộ váy cưới cũ lỗi thời trong ngăn tủ của mình. Với tôi, đó mới là bộ váy cưới đẹp nhất, đáng trân quý nhất. Và tôi cũng rất vui vì đã làm được một điều ý nghĩa mang đến hạnh phúc cho mẹ trong ngày trọng đại của mình. Như vậy là Tasha vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những câu chuyện tâm sự tiếp theo. Xin mến chào!